Cục đá Calcedon này khá tuyệt vời các bạn này. Anh em chế tác thành kim tự tháp vân các bạn này. Phía trên này phía màu đen đen các bạn nhìn thấy không? Còn phía này các bạn thấy này là vân này, vân này. Cùng là một viên đá chế tác ra kim tự tháp nhưng mà phía mặt này là đen này. Mặt này là vân mây này. Kiệt tác thiên nhiên các bạn. Vân này, vân này. Đây là cục đá Calcedon các bạn nhé. Cục đá Calcedon anh em chế tác thành kim tự tháp khá là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy, anh em sẽ mang xuống ngoài nắng để các bạn xem. Có tuyệt vời quà tặng thiên nhiên của đất mẹ các bạn ạ. Khá đẹp. Anh em sẽ lấy từng nền khác nhau. Vân các bạn ạ. Anh em sẽ ra ngoài nắng xem có để các bạn rõ, nhìn rõ sâu hơn. Kim tự tháp, đá Calcedon, bông vân, khá đẹp. Ra ngoài nắng xíu mà, đứng xa xa xíu rồi. Từng góc cạnh một các bạn, anh em sẽ đứng xa xíu. Để ở trên bàn rất tốt các bạn nhé. Theo các chuyên gia phong thủy thì hình dáng kim tự tháp sẽ cải thiện năng lượng môi trường xung quanh của nó. Đây là hình dáng của kim tự tháp. Và với hình dáng này mà làm bằng đá Calcedon, là một dạng đá bán quý có năng lượng màu xanh đen vân như thế này thì cực kỳ tuyệt vời. Chơi đá thì giúp các bạn thanh cao và sang trọng, luôn cảm thấy thoải mái, gần gũi thiên nhiên các bạn, vân đẹp. Nếu đây, anh em vừa lướt qua một cục đá ma não này các bạn này, này vân khá đẹp các bạn này, rõ không? Vân này các bạn này, anh em sẽ cầm cục này lên. Các bạn này, này cục đá ma não, còn đây là đá Calcedon luôn nha. Nhìn nó khá giống nhau, nhưng mà khác nhau là khi các bạn soi đèn pin vào cái này nó sáng quắc lên, còn phía này thì nó không sáng. Đặc điểm của Calcedon ma não là thớ mịn, nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn, anh em để lại vị trí của cục kim tự tháp này. Nếu các bạn mà thích sử dụng vật phẩm phong thủy để chơi kích hoạt tài lộc thì hãy có dịp ghé thăm nhà em là sàn Thái Nguyên. Anh em luôn chế tác các vật phẩm phong thủy. Anh em chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, năng lượng và an lành nhé.